Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng. Và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Và quý vị có thể thấy là theo camera ngoài trời ở khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội thì sáng sớm nay thì Hà Nội đã ghi nhận là sương mù mỏng. Ở các khu vực khác thì tình trạng sương mù cụ thể như thế nào vậy hả chị Liên? Vâng, sáng sớm nay ngoài Bắc Bộ thì khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh của Bắc Trung Bộ cũng đều có sương mù. Vùng núi thì sương khá dày làm tầm nhìn giảm thấp, như là tại Cao Bằng, Chiêm Hóa của Tuyên Quang, Chợ Giã của Bắc Cạn, Bái Thượng ở Thanh Hóa, Tương Dương của Nghệ An, tầm nhìn chỉ còn 500m trong sương. Dự báo là sương mù sẽ duy trì đến tầm 8-9 giờ sáng, sau đó nắng lên sẽ tan dần. Và hiện tượng sương mù này sẽ kéo dài ít nhất là một tuần tới ở Bắc Bộ. Ngoài làm hạn chế tầm nhìn, gây khó khăn cho giao thông, thì sương mù còn làm gia tăng tình trạng ô nhiễm ở các khu công nghiệp, thành phố lớn. Vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý bảo vệ sức khỏe. Dạ vâng, có thể thấy là sương và rét thì chỉ duy trì khoảng tầm 2-3 tiếng nữa thôi. Sau đó thì miền Bắc sẽ ấm lên. Và nhiệt độ cụ thể như thế nào chị Liên? Vâng, có nắng nên là trưa chiều nay Bắc Bộ khá là ấm áp. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các thành phố trong khoảng 26-29 độ C. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Đông Hà và Huế, trưa chiều nay trời cũng có nắng, nhiệt độ cao nhất là 25-27 độ C. Lui xuống Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Riêng Quảng Ngãi, sáng có mưa nhỏ, sau nhiều mây. Tây Nguyên và Nam Bộ thì hôm nay sẽ nắng từ sáng đến cuối chiều. Các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, không khí vẫn thoáng đãng dễ chịu, nhiệt độ không quá 30 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các nơi khác của Nam Bộ sẽ nóng hơn 31-34 độ C. Trên biển, quanh huyện đảo Trường Sa có mưa rông kèm lốc xoáy. Riêng phía Tây có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Trong khi đó, huyện đảo Hoàng Sa hôm nay trời nắng, gió là cấp 4, cấp 5. Dạ vâng, cảm ơn chị Liên với những dự báo chi tiết vừa rồi.